kỳ làng quê nào, truyền thống văn hóa chính là chiếc nôi du đưa cho những hình hài lớn dậy. Vì thế mà bao thế hệ người làng lớn lên, dù sinh sống ở làng hay thoát ly đi xa lập nghiệp, cũng vẫn mang cho mình nét đẹp văn hóa truyền thống làng quê, mang theo hương đất quyện mùi gốc rơm gốc dạ, mang theo cả nụ cười như gió sớm ngoài đồng, và luôn hướng về làng mỗi khi tiếng trống hội rộn ràng đến hẹn lại cất lên. Làng Phú Khê, xã Hoàng Phú, Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một vùng đất cổ thuộc nước Văn Lang thời Hùng Vương. Nhiều nguồn sử liệu khác nhau cho biết, vùng đất Phú Khê từ thuở bình minh lịch sử đã được người Việt cổ chọn làm nơi quần cư lập nghiệp. Việc khai phá vùng đất này rất gian nan, vất vả do lũ lụt, hạn hán, thố dữ luôn rình rập, phá hoại mùa màng, đe dọa cuộc sống dân lành. Nhưng rồi do nhu cầu phát triển và cũng là sự khao khát sinh tồn, tiền nhân đã biết nương tựa vào hướng sông, thế núi, kề vai sát cánh bên nhau cùng khai mở địa vực, biến miền đất hoang vô thành một làng quê trù phú. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, làng Phú Khê vẫn còn bảo tồn được các di tích lịch sử, văn hóa, những phong tục tập quán, nếp sống, lễ hội, các loại hình văn nghệ dân gian. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, người dân Phú Khê vẫn tiếp tục quan tâm, gìn giữ những nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của làng quê. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như là của địa phương, và đặc biệt là sự ủng hộ của quân nhân địa phương xa quê rất là lớn. Phát huy truyền thống đó thì những người con của làng Phú Khê xa quê cũng như là nhân dân làng Phú Khê nuôi dưỡng cái mạch văn hóa đấy. Và đây là món ăn tinh thần đời sống văn hóa mà của làng Phú Khê là không thể thiếu được. Phát huy cái truyền thống của quê hương làng Phú Khê, duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc và các lễ hội trong làng từ ngàn xưa các cụ để lại, thì đối với ở cơ sở thôn chúng tôi cũng là phát động các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thôn, như là chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, rồi hội người cao tuổi của thôn, để phát huy tinh thần các ngày lễ hội đó, rồi để cho con cháu nhìn nhận được cái vấn đề là ta vẫn duy trì được cái lễ hội như là hội làng hàng năm, lễ hội tháng 2, lễ hội tháng 4, dù ở đâu cũng về, để mà ví dụ ngày hội làng hôm nay là con em của thôn Sao Bằng Hai chúng tôi lại về rất đông để tham gia vào cái hội làng. Hàng năm là chứ của các cái ngày hội thì quân nhân của thôn quê là rất hào hứng về trong hội làng, thì nói chung là con cháu đều gửi về ủng hộ cho thôn xóm. Nói chung là nhà ai cũng hết quân nhân đều gửi các cái phần quà về để đóng góp làm hội làng. Ở Phú Khê không chỉ có sự gần gũi ấm áp của một vùng quê yên ả, mà còn có những nét đặc sắc về tôn giáo, tín ngưỡng sớm xuất hiện ở vùng đất này. Nổi bật là các địa điểm tâm linh gắn với nhị vị Thành Hoàng là Hiền Hựu Cao Minh và Hồng Vĩ Tiêu Giang đã hiển linh giúp vua Lý Thái Tông diệt giặc Ai Lao và được nhà vua sắc phong thần cho dân thờ phụng. Đó là ngôi đình Phú Khê, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo và tiêu biểu đã được Lê Quý Đôn đánh giá là tiếng nức cõi thanh, có 102 so với những ngôi đình ở Thanh Hóa thuộc thế kỷ 18. Ngôi chùa Bảo Phúc thờ Phật và mẹ đẻ của nhị vị Thanh Hoàng làng. Lăng Thánh Hóa, nơi hai vị Thanh Hoàng sau khi dẹp xong giặc đã hóa thân vào cõi bất tử. Truyền thuyết kể rằng, có hai vợ chồng nhà nọ ở Kinh Bắc đưa con trai Chu Minh và Chu Tuấn vào tạ lễ tại chùa Bảo Phúc, làng Phú Khê. Không may gặp trận lụt lớn, cả bốn người đều chết. Hài xác cậu con trai trôi dạt vào làng Phú Khê, qua đêm mối đùn thành mộ. Thuở ấy giặc Ai Lao gây biến, thái úy Lý Thường Hiến đem quân đi đánh giặc qua làng Phú Khê, hạ trại lưu trú. Đêm mơ thấy hai chàng thiếu niên chắp tay cung kính xin thái úy được đi đánh giặc Ai Lao. Trận dẹp loạn giặc Ai Lao toàn thắng. Về chiều, Lý Thường Hiến tâu lên vua sắc phong thần thượng đẳng tối linh cho Chu Minh, Chu Tuấn, bố cáo cho dân làng Phú Khê lập đền thờ cúng. Lễ hội làng Phú Khê xã Hoàng Phú, Hoàng Quý
có nguồn gốc từ xa xưa. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, đến nay vẫn giữ được nhiều nghi lễ và các giá trị văn hóa truyền thống với những hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Lễ hội làng Phú Khê thì gắn liền với cái tục thờ thành hoàng làng. Và hàng năm ấy thì thường là nó diễn ra 4 kỳ. Kỳ lễ hội tháng 2, người ta gọi là lễ hội kỳ phúc, là nhân cái dịp ngày sinh của thành hoàng làng. Và cái dịp lễ hội tháng 4 này thì người ta gọi là cái lễ hội kỵ nhà thánh, là lễ hội để tri ân ngày mất của thành hoàng làng. Và một cái lễ hội nữa là vào ngày 8 tháng 10 là cái ngày mà thành hoàng làng được vua Lý sắc phong trở thành thành hoàng làng. Thế còn ngoài ra thì xuân thu thì người ta cũng có một cái tục là thắp hương vào các cái ngày đinh để nhân dịp là các cái đầu mùa trong năm. Thế nhưng mà cái tập trung nhất thì là có hai cái lễ hội, là lễ hội tháng 2 là cái lễ hội kỳ phúc thì tổ chức trong 4 ngày. Còn lễ hội tháng 4 là cái lễ hội kỵ nhà thần thì tổ chức trong 6 ngày. Và cái tục này nó có từ cái lúc mà làng Phú Khê có thành hoàng làng, tức là vào thời Lý, vào năm 1038. Những ngày làng mở hội, từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng trống rục rã. Các thôn nô nức rước cỗ về đình. Đoàn rước cỗ kéo dài tít tắp, hết kiệu này đến kiệu khác, hết mâm này đến mâm khác, với màu sắc rực rỡ của hoa, cờ và trang phục của những người tham gia đoàn rước cỗ. Bằng những bàn tay khéo léo, các nghệ nhân làm nên những sản phẩm đặc trưng của quê hương, dâng lên các vị thần và cầu thần phù hộ cho dân làng, dòng tộc và mọi gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì hội làng đã có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Lễ hội hay hội làng thì có vai trò gắn kết cộng đồng dân cư ở thôn, bản, làng, xã. Và với người dân ở làng Phú Khê, xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa thì lễ hội kỵ nhà thánh không chỉ là dịp để người dân tri ân các bậc tiền nhân tiên tổ cầu cho mưa thuận gió hòa, mà còn là dịp để cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và bồi đắp những giá trị văn hóa mới. Có lẽ hiếm có ngôi làng nào như làng Phú Khê nằm trên địa giới hành chính của hai xã Hoàng Phú và Hoàng Quý. Và cũng hiếm có lễ hội nào như hội làng Phú Khê, một năm hai kỳ, và kỳ lễ hội nào cũng náo nức con cháu về dâng lễ, dâng hương, tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Suốt trong những ngày diễn ra lễ hội kỵ nhà thánh, trên khắp các nẻo đường làng ngõ xóm của Phú Khê luôn náo nức những đoàn người rộn ràng về dâng cỗ. Cỗ mặn được rước về dâng lên thành hoàng vào buổi sáng, cỗ chay được dâng lên vào buổi chiều. Suốt trong những ngày diễn ra lễ hội, bên trong miếu thờ nhị vị thành hoàng làng luôn réo rắt tiếng đàn, sáo, nhã nhạc cung đình, các nghi lễ tế dâng lễ vật. Lễ hội kỵ nhà thánh của làng Phú Khê là nét văn hóa độc đáo. Dù cuộc sống ngày càng hiện đại với bao bộn bề, song mỗi người dân khi về với làng, với tổ tiên ông bà, đều hòa mình lại vào dòng chảy của quá khứ thời gian, của những điều thiêng liêng làm nên truyền thống văn hóa nơi đây. Ở Phú Khê được cái rất hay là cái truyền thống, cái thế hệ, cái nối tiếp thế hệ thế thôi. Thế và nó có một cái hay, một cái hỗ trợ thêm là tất cả các cái dòng họ, các cái gia đình, người ta cũng tổ chức tế, tế cho dòng họ, tế cho gia đình. Và chính thông qua cái tế cho gia đình, tế trong dòng họ như vậy ấy, thì nó lại cũng hướng đến một cái chung cho làng. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, biến chuyển, nhưng với mỗi người con đất Phú Khê, ngày hội làng luôn là dịp để con cháu náo nức tìm về với nguồn cội. Và tiếng trống hội làng vẫn là âm thanh được mong đợi, được nhớ đến mỗi khi nhắc về hai tiếng quê hương.